để tham quan mô hình lúa nhá. Rồi thì ai cắm cái chăng lắc. Ui đẹp chưa này, có mày. Lúa rất đẹp này. Đồng chí Ân ở phòng nông nghiệp nhá. Vâng, chào các bà con nhá. Giống nào đẹp thế nhỉ? Cái này là khác bên kia này còn. Khác cái này là bên thì con chú làm hai con thôi. Cái này là Hà Nội né phải nhá. Rất đẹp này. Đứng đây lấy được cảnh nông dân. Nông dân mà đi dày thì thôi kệ kệ cô đi dày đi. Hôm mọi hôm cháu đều đi tất, hôm nay đông người quá phải lịch sự tí đấy. Tại mua cái nón chất cơ. Tại mua trường ban thu đi luôn. Đây đây. Rất tốt nha bà con nha. Chắc hai bên giống nhau cả nhỉ. Có xe mà đi xuống như kia cho trướng rồi. Rồi tí nữa. Giống đấy là giống gì đây? 305 hả? Anh đi lại cho YouTube đúng không? Này. Cho bà con ta xem. Này lúa tốt thế này phải cho bà con xem chứ. Thế này. Này. Lấy cái kính và lấy chón chòi chòi ra một tí chứ. Cô nông dân sợ cô bút quá. Bà thắm quăng đi, sát tay đi à. Đúng rồi, bà thắm. Trước ở đây đây. Ra đi rồi biết. Ờ, quay ra đây. Đi đi, vô đây đi các bạn. Lúa rất tốt này. Lúa rất đẹp, đẹp, công nhận đẹp. Thế cái đi có phải cấy hàng rộng hàng đẹp không? Không phải chứ. Không. Tốt lắm. Nhưng mà đây là cái ấy chứ. Rồi. Chứ đúng là anh đấy em thì chẳng có thấy cái gì cả, chỉ có thấy thấy bà con nông dân. Đi ra đi xa bên kia đi, xem bên kia nó tốt tợn không nào. Từ từ anh
hành đấy chị em, một một cái đàn nông dân mua rồi hiện đây ôi trời đang cho con viện đang chụp dòng được anh đang mắc đấy. Từ từ nha. Rất tốt nha. À, có quý vị là cái giống banh mà từ đây hết dưới kia vào bên này là một giống lúa lạnh á. Các bạn có thể nhìn tại hạt sát thôi ạ. Rồi chụp thấy thôi các anh ơi. Đẹp đẹp quá rồi. Có nhìn đẹp không ạ? Rất đẹp. Ủa này hai bông đi. Anh ơi, giống lúa này giống lúa gì anh ơi? Giống này không phải của mình, không của công ty khác, là có cũng cái khảo nghiệm đây mình không biết tên. Đây khảo nghiệm đây. À, giống khác. Giống khác của công ty khác à? Của công ty Mai tôi hết lên đi thôi. Giống công ty của các anh ở chỗ nào anh ơi? Đây, cái giống cắm biển đấy, cái giống cắm biển. À, bên cắm biển à? Anh giới thiệu một chút về cho bà con nghe xem nào. Anh mới đến đúng không? Vâng, tôi mới đến. YouTuber. Wow, khá chung. Vâng. Giống này giống công ty của các anh đúng không? Vâng. Rất tốt mà đẹp. À, xin giới thiệu lại một chút đại biểu mới đến ạ. Xin giới thiệu đây là cái giống VK305 của công ty Maiko. Mà giống này là các quý vị đầy ở, thứ nhất là các quý vị nhìn thấy ạ, thứ nhất là khả năng đẻ nhánh tốt, thứ hai là bông to dài, thì là xếp xít và thì lại chắc cao. Đặc biệt cái banh năm của tôi là thiên về chất lượng, đây là một trong lúa lúa lai chất lượng rất là cao và hạt gạo đẹp. Đấy quý vị, hôm nay là rất là tiếc chúng tôi chưa có gạo, điểm này cũng là điểm một trong điểm sớm chứ là điểm khác chưa thu hoạch được, nên chưa có gạo. Đây là một trong giống lúa lai đang có tiềm năng như thế rất là cao và chống chịu thu bệnh ạ. Chiều cao cây rất là thấp, nhưng cái vùng ở đây là các bạn và quý vị tâm canh bộ lá là vượt lên với các quý vị, cái vùng này chăm rất là cân đối. Đúng, bên trong có nhiều đạo hơn một chút thì nó đã vượt lên, nhưng vùng này cân đối, các quý vị nhìn xem ạ, chiều cao cây thấp và khả năng chống đổ rất là tốt. Và chúng ta đánh giá xung quanh được rất nhiều giống, ở ngoài giống vay cái vay năm ra chúng ta có rất nhiều giống như Thái Xuyên và rất nhiều giống mới. Ở đây một giống mới cũng là chúng tôi cũng là giống mới. Và giống này chúng tôi đang cho trình vụ tới mới đưa ra cung ứng cho thị trường được. Vụ này chưa điểm nào có ngoài 3 thước. Và lên đây quý vị nào xem ở Lang Chánh rồi, xin lỗi quý vị là chưa có. Chúng tôi làm đầu tiên mô hình ở 3 thước và một điểm ở Thiệu Hóa. Còn các điểm khác bỏ bay năm mà chưa có. Chúng tôi đang chỉnh giết ở 3-4 huyện thôi ạ.